Xin chào cô chú anh chị. Video này Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một lô đất với cái diện tích là ngang 4 dài 18. Nó sẽ từ cái cột mốc có sẵn luôn chú anh chị. Nó qua tới cái cây trụ điện bên đây là 4m, sâu vào 18m là nó sẽ bằng với cái căn nhà hiện tại này. Nó cũng giống như bằng cái căn nhà này ha. Căn nhà này thì bên chủ nhà họ chừa một cái sân rất là rộng. Chừa cái sân nó rơi vào tầm khoảng 7-8m ạ. Để xe hơi. Lô đất của mình cái hướng là hướng nam, cho nên là cô chú anh chị nên thuộc của mạng Đông Tứ Trạch là sẽ hợp với cái vị trí lô đất này ha. Lô đất này thì cái vỉa hè của mình là 2m nè, lòng đường thì nó 8m. Cái lô đất này cũng như là hai cái lóc này, một lóc là hướng nam bên mình nè, bên đây thì đối diện là hướng bắc. Thì hai cái lóc này á là hồi cái năm rồi trong cái đợt sốt là cái giá mà giao dịch cuối cùng là nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 350 cho tới 1 tỷ 380 triệu trên hai cái lóc này luôn nha. Và hiện tại thì bên trụ đất này nói chung là cũng khá là ngọt và cũng vì nó thẳng là gồng ngân hàng không nổi nữa nó cho nên là bán, chứ không thôi là ví dụ được bình thường thì cũng trả bán giá này, cũng không có cần bán nó kiểu như vậy. Nhưng mà lý do là mua khá là nhiều bất động sản và dùng cái đòn bẩy tài chính là vay ngân hàng, cho nên là bây giờ là ngộp và chuẩn bị là chờ rút oxy đó. Cho nên là bây giờ mà cô chú chị nào mình mua coi như mình tiếp oxy cho ông chủ đất này đỡ khổ thôi, chứ bây giờ thì khổ lắm rồi đó. Hiện tại là mình chủ nhà đang chủ đất đang kêu bán với cái giá là 1 tỷ 060 triệu đó, một tỷ 060 triệu, vẫn còn bất lộc một chút xíu nữa cho cô chú chị mình. Bất lộc bao nhiêu thì mình cứ trực tiếp mình liên hệ với chính chủ của lô đất này nha. Thì Nhân sẽ làm cầu nối cho hai bên để liên hệ với nhau và thương lượng giá. Nếu hai bên đồng ý ok thì Nhân sẽ là người làm chứng trong cái hợp đồng cọc, cũng như là sau này là mua bán công chứng thì Nhân sẽ hỗ trợ, cũng như là khách hàng mình mua thì cái phần mà đang bộ sang tên thì Nhân sẽ là người trực tiếp đi làm hết tất cả cho chú chị mình. Mình chỉ cần ký giấy tờ thôi, còn cái phần đó Nhân sẽ làm hết cho chú chị mình ha. Nhân hỗ trợ cho đến khi nào mà đăng bộ sang tên, ra tên của chú chị mình luôn. Vị trí lô đất này thì mình có thể tạm gọi là với cái phân khúc, với cái diện tích ngang 4 và 18 và với cái giá 1 tỷ 1 thì đây là một cái vị trí cũng như là một cái lô đất mà có thể nói là rẻ nhất trong cái phân khúc 4-18, mà với cái vị trí là khá đẹp nha chú chị. Vị trí khá đẹp nha. Đường thì thông hết, tất cả thông hết. Ví dụ như trên con đường này thì chú chị mình đi cuối đường á, nó sẽ có một cái quỹ đất gọi là quỹ đất trường học cấp 2-3. Thì nếu như mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ đi ra một kênh KT1, kênh Sông Trăng. Thì cái đường đó là một cái đường lớn nhất của dự án mình và nó cắt ngang dự án của mình luôn. Cho nên nó sẽ dẫn xuyên suốt cái đường trong dự án của mình, cho nên là khi mà mình di chuyển á, mình mua ở đây, mình ở đây và mình di chuyển nó sẽ rất là dễ. Còn nếu mình rẽ tay trái là đi đường TC5 này. Tức là cái vị trí cái con đường của mình nó sẽ nằm giữa hai cái trục đường lớn của dự án đó, cái đường KT1, đường đó thì nó rơi vào nó hơn 20m, còn cái đường này thì nó rộng 14m nè. Cái đường TC5 này nó là một cái đường trục chính số 5 của dự án và nó cũng cắt ngang gần như xuyên suốt dự án. Và tính từ vị trí này mà cô chú chị mình ở đây nhìn thấy bảy cây quan nè, ở đây nhìn thấy luôn nha. Thì từ đây mình đi vòng qua đó thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 150m thôi, rồi ra tới công viên bảy cây quan thế giới. Là công viên bảy cây quan thế giới là một trong những cái công viên rất là nổi tiếng ở Đức Hòa, Long An của mình. Thì cái công viên đó nó cách mình chỉ khoảng 150m thôi, còn mình cách cái quỹ đất của cái trường học nó cũng rơi vào tầm khoảng 150m. Thì cái vị trí lô đất này cũng như là với cái diện tích này thì cô chú chị mình mua để mình xây một cái căn nhà mà mình chừa sân xe hơi rất là dễ, giống như căn bên đây. Nó căn này người ta cũng chừa xe hơi, đang đậu xe hơi trong nhà luôn ha. Đó, rất là tiện. Thì 4-18 với cái giá này, cô chú chị mình ví dụ như tầm tài chính của mình đó, nó không được dư giả, nó tầm khoảng dưới 2 tỷ đổ lại thì mình có thể là mình xây một cái căn nhà cấp 4 mình ở cũng được. Nó căn nhà cấp 4 mà với cái diện tích 4-18 thì cô chú chị mình thiết kế một phòng khách nè, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, thì tất cả đều hài hòa
Đó, phòng ngủ đều lớn hết, phòng khách cũng lớn, phòng bếp cũng lớn luôn. Nó rất là sung sướng là ở rồi. Đó, ví dụ mà một cái căn nhà mà cấp 4 như vậy đó thì mình làm mà nó full nội thất hết luôn thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 500-600 triệu nữa. Tức là mình rơi vào tầm khoảng chừng tỷ 6, tỷ 7 thôi là có một cái căn nhà, hai phòng ngủ. Đó, ở rất là sung sướng rồi. Không cần phải lầu này kia đâu. Còn giống như cái căn này đó thì cái anh khách này á, là anh có xe hơi cho nên anh chừa cái sân rất rộng. Nhưng mà mình chừa sân rộng thì phải lên lầu. Đó, giống như anh lên một cái lầu ở trên ha. Hồi trước là xe hơi. Thì căn nhà của anh nó cũng ba phòng ngủ rộng rãi thoải mái. Nhưng mà khi mà mình lên lầu thì chi phí nó sẽ cao hơn. Tại vì nó phải liên quan tới cái phần móng rồi này kia. Đó, chi phí phát sinh thêm. Đó, còn ví dụ mà tầm tài chính mình ổn hơn thì mình vẫn có thể là mình lầu bình thường. Đó, giống như căn này. Căn này thì một trệt một lầu. Đó, cực kỳ rộng luôn. Căn đó thì chủ nhà làm theo cái kiểu là rồi là ở dưới là bỏ trống hết. Giống như là ở dưới là phòng khách nè, bếp với lại sân xe hơi. Cho nên là cái khoảng phòng khách với lại cái gian bếp nó rộng cực kỳ. Và ở trên là 3 phòng, 2 phòng ngủ với lại 1 phòng thờ. Ở trên nhà rất là rộng. Nhưng mà chi phí mình lên cái căn nhà lầu như vậy thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 800-900. Nó gần tỷ bạc rồi. Đó, còn nhiều ít tiền hơn thì mình có thể làm cấp 4. Rồi nói chung là tùy theo cô chú chị mình, cái nhu cầu của mình cũng như tùy theo cái tài chính của mình thôi. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video của Nhân. Đó, mình đang tìm một cái lô đất để dành sau này về ở, hoặc là cho con cho cháu, hoặc là làm cổ, hoặc là muốn một cái lô đất rộng để mà xây nhà ở liền thì cứ để ý cái lô này. Và muốn đi xuống xem thì cứ trực tiếp liên hệ với Nhân. Nhân dẫn xuống cho mình xem lô đất cũng như giấy tờ sổ sách thì mình gặp chính chủ của lô đất. Và giá cả thì cũng trực tiếp với chủ luôn. Đó, ok thì tiến hành tới đặt cọc mua bán, còn không thì thôi cũng sao. Rồi, cảm ơn cô chú chị rất nhiều. Cô chú chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau của Nhân nhé. Nhân xin chào và hẹn gặp lại.